Chào vâng, em Hoàng chào tất cả bác và anh em. Giờ cũng khuya rồi, em sẽ lên một clip ngắn để giới thiệu tới tất cả bác một dòng dây loa mà bên em vừa mới về hàng trong ngày hôm nay nhé. Chiều nay thì em có về được dòng dây loa của hãng Joann của Ý này. Joann, đó, low speaker, tức là dây loa. Dây này nó sẽ có hai loại, mỗi loại là 2.5 mm. Một cuộn như thế này là 100 m nha các bác. Dây loa Ý là dây quốc dân rồi, made in Italy. Đó, dòng dây về bằng đường e-bay nha các bác. Đó, và một cuộn như thế này, rất là nặng, chiều dài là 100 m. Em sẽ tắt cái phần lõi ra để cho tất cả bác cùng xem này. Đó, loại 2.5, dây rất là mềm, rất là chất lượng nha các bác. Và đây là thông số kỹ thuật của dây này, Joann này. Đó, low speaker copper, made in Italy. Các bác có thể gõ trong web này thì ở trên mạng sẽ ra nhá. Đó, một cuộn 100 m mới nguyên siêu, vừa mới về hàng trong chiều nay. Và dây này đợt trước giá của nó khá là cao, nhưng đợt này em về thì giá của nó là 115.000 một mét nha các bác. Rất là tốt để cho tất cả bác trải nghiệm nhá. Đặc trưng của dòng dây loa này, các bác nhìn này, khi cắt ra thì nó sẽ có bột màu trắng ở bên trong. Nhiều bác cứ bảo là dây mục rồi, nhưng mà đây là hãng người ta sản xuất kiểu như vậy nhá. Và nó có bột màu trắng ở trong này. Đó, đặc trưng của dòng dây loa của Ý nha các bác. Và đây là chi tiết loại dẫn này, loại 2.5. Dòng này đồng cực kỳ là sáng này. Đó, các bác sử dụng cho những dàn karaoke, những dàn sân khấu thì rất là chuẩn nha các bác. Và đặc trưng của dòng dây loa Ý này, nó sẽ cho một chất âm đều ba dải, cải thiện tốt nhất dải bát và trung âm. Bát rất là sâu, ấm, tiếng rất là mềm mại, sâu lắng nha các bác. Các bác sử dụng cho những dàn âm thanh nhập khẩu này, những bộ dàn âm thanh karaoke, bass 30, 40, đánh rất là khỏe và rất là chắc tiếng nhá. Các bác nhìn loại này, chắc chưa? Nó rất là chắc. Và dòng này thì nó sẽ không có vải dù ở bên trong nhá. Có sao thì em nói như vậy nhưng các bác. Dòng này có rất là nhiều anh em bán này. Ở quận 12 thì có anh Tiến Dũng Audio Sài Gòn có bán dòng dây loa này. Hình như có bán loại 1.5, còn 2.5 thì em không biết có hay không. Bữa trước có một số bác mua có dây 1.5 nhá. Đó, còn dòng này là dòng 2.5. Giá là 115.000 một mét nha các bác. Bác nào có nhu cầu về dòng dây loa này liên hệ cho em nhé. Em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả bác. Các bác nhận hàng kiểm tra ok, đúng hàng như em quay như thế này rồi mới thanh toán nhá. Dây rất là mềm nha các bác, rất là mềm. Đó. Thì em còn một ít, đó là những sợi dây nguồn này. Dây nguồn 7A. Đó, hai chân nha các bác, hai chân 7A. Em còn tầm khoảng là 5 sợi nhá. Giá là 60.000 một sợi này. Còn dây nguồn này, dây nguồn 15A này, dây tải lớn, giá là 110.000 một sợi nhá. Cũng còn ít thôi, bác nào lấy liên hệ cho em gửi luôn nhá. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về dòng dây loa, dây nguồn này, liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nha các bác. Rồi, thì em Hoàng kính chào tất cả các bác, hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.